Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh âm thanh BNT Củ Chi. Hôm nay có được một con âm ly Fuji Yama, cái đời là 5000XG. Đời này là chạy Eco 50195 và tích hợp 12 sò Sanken, 12 con Sanken nhỏ nha anh em, 12 sò. Con này quýnh được lo hai tác gữ là đánh vô tư và một cặp đơn ba tác đánh cũng được cho anh em. Nguồn nó là tới 4 tụ lộc, đánh được một cặp ba tác gia đình đó. Và đặc biệt bản này là Eco 50195 quyền thoại nha anh em. Có ba lăng căng lo luôn đây đó, ba lăng hang chép nè. Chép tí tát ha. Và ở đây có EQ reset luôn. EQ nhấn nút này lên là nó tăng tần số bass chép lên cho chúng ta nghe nhạc hay hơn nha anh em. Còn công tắc AB ở đây là cũng rất là quen thuộc. Cổng A, ao lo, cổng trên và ao lo cổng dưới ở đằng sau nha anh em. Ở đây là nó gắn hai cái gửi le. Ở trong mạch này là hai cái gửi le ao lo. Đó, chúng ta nhấn công tắc nào thì nó cho sức sức cái đường ao lo ở cổng đó. Cổng trên là cổng A, cổng dưới là cổng B. Còn bên đây là mod là đường vào nè, là tín hiệu đầu vào của chúng ta bình thường. Đó. Mười hai sò Sanken nghe chắc âm nó quýnh rất là bạo lực nha, bass sâu đó, hàng bình dân gia đình. Rồi bây giờ em sẽ test cái mid Eco 50195 nha các bạn. Đó, tiếng nó thánh thoát và Eco 50195 thì nó rất là trung thực. Con này là quyền thoại. Anh em nào bác nào xem qua thấy hết mẫu này liên hệ em đặt hàng nha. Mít rất là nhạy nha anh em. Cái tiếng nó lặp lại rất là sáng. Eco 50195 hàng dễ karaoke nhất nha anh em. Fuji Yama là hàng công ty chính hãng nha. Hàng này của Thiên Thành Đạt, của các cái điện máy lớn người ta sản xuất phân phối. Đó, điện máy xanh đều nó cũng bán cái mẫu âm ly này các bạn. Rồi tiếp tục sẽ test cái mic số 2. Đó, cái tiếng rất là nhẹ nha các bạn ơi. Đó, con này là tình trạng máy còn hát rất là tốt và ngoại hình cũng còn tương đối đẹp. Anh em và bác nào ưng ý thì liên hệ em đặt hàng nha. Giá con này 12 sò than Sanken Eco 50195 và cái đầu là Fuji Yama 5000XG. Con này giá là 1.400.000, 1.400.000 đồng cho cái mẫu này nha các bạn. Tổ quảng cáo. Rồi. Bỏ qua quảng cáo nha. Ở đây là ghi nè, power 440W. Đó. Công ty điện tử là Thiên Thành Đạt, hàng chính hãng Made in Việt Nam nha anh em. 440W chia 2 là chúng ta thấy một kênh là cho ra 220W lận. Là chúng ta đánh một cặp lo bass 30. Ok. Rồi, bây giờ sẽ vô phần bên trong. Bên trong em nói đây, tăng phô xuyến, ý tăng phô này tăng phô du và nó còn cũng tương đối mới. Ở trên đây chúng ta thấy là cái màu nó còn sáng, không chưa ra tan. Đó, tăng phô du. Và con máy này ginh cũng rất là nặng nha anh em. Mm-hmm.
Đây. Sò là chạy sò SKA1695 và SKC4468. Đó là chạy một vĩ là 6 con. Máy còn hoạt động nghiêm chỉnh và bon nguồn chúng ta thấy là thiết kế là 4 con tụ lọc. Tụ ở đây là 6800 UF 4 cái. Dòng nạp cũng khỏe nên cái bát nó sâu. 4 tụ, dòng nạp lớn nha anh em. Đó, con này là 50195 nha. Nó hơi tối khuất góc ánh sáng nên nó không thấy rõ. Thì mình cũng chụp hình, mình để lên ảnh cái đại diện của video. Đó, hàng là còn đẹp hết nha anh em. 1.400.000 đồng. Đó, một vĩ là chạy 6 sò. Sò đây là SK ha. SK là Senken nhỏ. Rồi con này là giá là 1.400.000. Đó, bác nào ưng ý liên hệ em đặt hàng, mua hàng đặt cọc trước giùm em. Và cho địa chỉ em sẽ lên đơn gửi hàng cho quý anh chị. Fujiyama DA5000XG. Rồi thì con này chỉ có như thế, máy còn hoạt động nghiêm chỉnh. Rồi tiếp tục ở đây là mình cũng lên một sản phẩm hàng cho anh em về dọc chế. Âm ly 8 sò giá là 270.000 đồng. 270.000 đồng cho con máy này. Máy này tình trạng là còn tem, hàng chưa qua sửa chữa, còn nguồn đóng gừ le bình thường. Đó, về chúng ta kiểm tra vệ sinh, kiểm tra lại các volume chiếc áp nha anh em. Rồi để mình quay cho anh em xem. Con này là hàng Jaguar Việt Nam xưa. Đó, hiệu là Jaguar BA2033 La Mã. Cấu hình bên trong là một tăng khô vuông. Tăng khô này cũng nặng ký. Và bo nguồn rồi em nói đây, chạy hai tụ lọc lớn. 2 tụ 10.000 UF và một vế chạy 4 sò. Đó, một vế chạy 4 sò. Máy này là hàng zin nha anh em. Đây, bên đây cũng 4 con. Linh kiện còn đẹp hết nè. Con này là bán cho anh em thợ, thầy thợ dọn hoặc là nghiên cứu dọc chế hoặc là lấy linh kiện. Bo rề đằng trước đây, linh kiện là chân lớn không. Đó, linh kiện con này chân lớn và mid 4 IC, eco là IC lớn luôn. Rồi hàng này là giá cực kỳ tốt nha, 270.000 đồng. Giá này không bao ship, mua hàng chuyển tiền trước giùm em. Đó, 270.000 đồng. Hàng là bao zin, volume là chưa hay luôn nha anh em. Đó, giờ anh em vệ sinh dọn lại và kiểm tra volume ha. Ở đó thì tự anh em xử lý. Nắp máy em nói đây. Đó, nắp máy hơi xấu nha anh em. Nắp máy mặt trước đẹp, mặt sau thì nó ra tan xét nè. Đó, thì giá chưa đến 300.000 đồng cho nguyên một con máy. Và cái lỗi của em nó ở đằng sau đây. Đằng sau thì nó hư một cổng ga lo, à, cổng ao lo. Còn các dắt chạm bông sen là làm như là nó rất là giống hàng bãi luôn nha. Đó, chạm dắt nè. Còn cái màu nó còn sáng trưng à. Cái loại này loại tốt nha anh em. Này còn cứng lắm. Đây. Đó. Đẹp hết nè. Đó, Jaguar nè, BA2033 La Mã.
rồi đó, thì con này anh em nào hết thì liên hệ luôn, 270.000 đồng quay cận cảnh chi tiết, đã test nguồn, test còn vô điện đóng người lẹ ha đó, nhưng mà hàng là chưa test âm thanh, hàng đó là mới về là em quay em lên clip cho các bạn luôn. Rồi còn Fujiyama này anh em nào thích thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 039 233 5558 để đặt hàng. Xin chào và hẹn gặp lại.